Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Trong chương trình hôm nay, sau một số thông tin về công tác xây dựng Đảng, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các đồng chí bài viết Nâng tầm vị thế nông dân. Cuối chương trình là phản ánh về công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại huyện biên giới Mường Nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 được thành lập theo quyết định số 4896 ngày 2 tháng 8 năm 2024 của tỉnh ủy, gồm 27 thành viên do Bí thư tỉnh ủy Trần Quốc Cường làm trưởng tiểu ban. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào quy chế làm việc, kế hoạch công tác của tiểu ban văn kiện và các tổ giúp việc tiểu ban văn kiện đại hội, trong đó tập trung rà soát lại các mốc thời gian trong kế hoạch, lấy ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội vào các nội dung văn kiện, sớm có hướng dẫn của tỉnh ủy để các địa phương đơn vị xây dựng văn kiện. Đối với đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại đại hội, các đại biểu tập trung nghiên cứu cho ý kiến vào chủ đề đại hội, tư tưởng chỉ đạo, bố cục báo cáo. Năm 2024, huyện Mường Nhé được tỉnh giao kết nạp 200 đảng viên mới. Để hoàn thành chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tăng cường rà soát, nắm bắt nguồn quần chúng ưu tú hiện có tại địa phương. Từ đó có giải pháp bồi dưỡng giúp nâng cao trình độ nhận thức chính trị, khuyến khích các chi bộ đảng bộ cơ sở quan tâm bồi dưỡng đối tượng nguồn cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tú ở xã bản, đồng thời quan tâm đến đối tượng là sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, trong lực lượng dân quân tự vệ và lao động ổn định tại địa phương. Với những giải pháp tích cực trong công tác phát triển đảng, 9 tháng năm 2024, huyện Mường Nhé đã kết nạp được 206 đảng viên mới, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao. Thưa quý vị và các đồng chí, nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hay còn gọi là nghị quyết Tam Nông, nhiều năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Mường Ảng. Nghị quyết được triển khai đã nhanh chóng đi vào cuộc sống của người dân, góp phần làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Xuất phát từ thực tế muốn tăng thu nhập cho gia đình, bà Phạm Thị Hiền ở tổ dân phố 2 thị trấn Mường Ảng đã tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ việc trồng rau sạch phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương đem lại hiệu quả kinh tế cao, bà đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng rau các loại. Ngoài trồng rau, bà Hiền còn chăn nuôi thêm gà thịt, gà đẻ trứng. Hiện nay, mô hình kinh tế của bà không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại địa phương. Khi mà chuyển đổi sang làm rau thì có cái nguồn thu nhập nó ổn định. Trước kia ví dụ như một tháng tôi chỉ thu nhập được tầm khoảng 4 đến 5 triệu, nhưng mà giờ một tháng là đã 10 triệu và vào đại vụ là có thể một tháng lên đến 15 triệu một tháng. Được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể địa phương là giúp đỡ tôi về cái thêm về cái vốn hoặc là cái kỹ thuật để là tôi có thể là phấn đấu là mở mang cái diện tích nhiều hơn, có thể là lên 1 ha hoặc là hơn 1 ha. Bởi vì hiện tại tôi tuy là làm như vậy nhưng mà chưa đủ rau để mà cung cấp ra thị trường, kể cả gà cũng vậy, chưa thể đủ để cung cấp ra thị trường. Với ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Văn Ban ở bản Tọ, xã Ảng Tở đã mạnh dạn chuyển đổi 2,5 hectare diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây cà phê, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Cách làm của ông đã trở thành một điển hình trong phát triển kinh tế của huyện Mường Ảng. Hiện nay, cây ăn quả sen canh của gia đình ông Ban đã cho thu hoạch với thu nhập từ trên 500 triệu đồng trên năm. Để hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm, ông cùng hơn 20 hộ dân trên địa bàn huyện thành lập Hợp tác xã Hoa quả sạch Mường Ảng. Hợp tác xã hiện có diện tích sản xuất gần 100 hectare cây ăn quả các loại. Anh em trong cái hội mà trồng cây ăn quả thì phải muốn là đi vào một mối để mình lan tỏa ra, để mình có cái cây này của mình đi thì trong không những là trong tỉnh mà mình còn đi với lại các tỉnh bạn đấy và giao lưu với các cái tỉnh bạn. Thế cho nên là bây giờ ấy là cái đầu ra thì bắt đầu từ năm ngoái, năm nay thì năm ngoái là cũng có nhiều cái đầu xe để biết đến cái bưởi da xanh. Lãnh đạo của các cơ sở của cấp xã và cấp huyện đấy, và ở trên sở
thì giúp đỡ các cái nhà vườn có cái sự hỗ trợ về kỹ thuật, thế rồi hỗ trợ là về cái đầu ra. Bên cạnh gia trại, hộ cá thể, huyện Mường Ảng hình thành hình thức sản xuất tập trung, từng bước đồng nhất về giống, công nghệ, sản phẩm gắn xây dựng thương hiệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải An hướng vào các sản phẩm chủ lực quy mô lớn. Vẫn khởi nghiệp từ sản phẩm nông nghiệp với hạt cà phê địa phương, nhưng doanh nghiệp này đã liên kết với các hộ trồng cà phê trên địa bàn để nâng tầm giá trị của loại cây trồng đặc trưng của huyện. Bằng chính sự nhanh nhạy trong kinh doanh và sự trợ giúp đắc lực của khoa học công nghệ, doanh nghiệp đã đưa sản phẩm cà phê Arabica vươn xa. Khi mà đi ra lập nghiệp, chúng tôi nhận thức được cái giá trị của cây cà phê và cũng mong muốn làm sao mà đưa được cái sản phẩm từ tay nông dân của mình sản xuất ra, từ nông trại cho đến người tiêu dùng. Thì chúng tôi chính vì thế là tôi sẽ đầu tư vào cái chế biến cà phê để sao chuyên sâu để mang những sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Đó chỉ là một trong số các mô hình kinh tế hiệu quả của Mường Ảng được hưởng lợi từ nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nghị quyết ra đời cùng đề án tái cơ cấu nông nghiệp giúp huyện Mường Ảng hình thành các vùng sản xuất gắn bộ sản phẩm chủ lực, khẳng định thế mạnh của nông nghiệp huyện như cà phê, chè, cây ăn quả, rau củ. Quan trọng hơn, tư duy người nông dân đã dần thay đổi, không còn sản xuất manh mún mà đã bắt tay với nhau thành lập hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết tiềm năng. Những vùng cây ăn quả tốt tươi, những đồi cà phê hay vườn chè tít tắp từ thị trấn Mường Ảng đến xã Ảng Nưa, Ảng Cang, Búng Lao là hiện thực hóa cho nỗ lực xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Đến nay, huyện Mường Ảng duy trì diện tích cà phê hơn 2.200 ha trên 400 ha cây ăn quả, gần 400 ha cây mắc ca. Bên cạnh cái việc mà phát triển về kinh tế, cái cây lương thực có hạt ấy, thì ngoài ra thì chúng tôi còn định hướng là sẽ trồng cây cà phê. Đấy, hiện nay chúng tôi đang chăm sóc và bảo vệ hơn 300 ha. Và trong năm nay thì chúng tôi đã trồng được 77 ha. Đấy, tức là trong cái năm 2004 này. Đấy, còn ngoài ra thì chúng tôi sẽ trồng cây trồng rừng sản xuất để mà phục vụ cho nhà máy. Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết Tam Nông mang đến sự thay đổi cho sản xuất nông lâm nghiệp của huyện Mường Ảng. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại. Áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ phù hợp, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cho cây trồng. Việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất đem lại thành công cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Nhất. Từ việc trồng thử nghiệm cây chè trên đất Mường Ảng, đến nay công ty phát triển lên hơn 18 ha. Công ty cũng là một trong những cơ sở đi đầu của huyện về sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Đầu tư hệ thống nước tưới tự động, nhà xưởng, máy móc cơ sở sản xuất và đóng gói chè hiện đại. Hiện nay công ty có 7 loại sản phẩm với mẫu mã, bao bì, chất lượng khác nhau và là mô hình nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn quốc gia đầu tiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đơn vị là cũng định hướng là phải duy trì chất lượng và duy trì cái hữu cơ cho nó thật tốt, và hai nữa là cũng sẽ cố gắng phấn đấu để đưa ra các cái sản phẩm nó thật tốt cho thị trường, rồi là xây dựng các cái sản phẩm thành sản phẩm ô cốp 4 sao rồi 5 sao. Và sau đó là vận động bà con xung quanh ở cái xã Xuân Lao và Búng Lao rồi là Mường Lạn liên kết có cái trồng chè để rồi là có cái sản phẩm để quảng bá giới thiệu và xuất đi thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Trung Quốc và Đài Loan. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chuỗi sản xuất hàng hóa, huyện Mường Ảng đã tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân xây dựng bao bì, nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm, đồng thời đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê, chè, cây ăn quả. Từ các chính sách đầu tư cho Tam Nông, ngành nông nghiệp huyện Mường Ảng liên tục có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Cơ cấu ngành nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến cái công tác xúc tiến thương mại, thế rồi nữa là xây dựng thương hiệu, đặc biệt nữa là sản phẩm ô cốp trên địa bàn. Có thể nói là sản phẩm cà phê và cây ăn quả đã được khẳng định thương hiệu, khẳng định chất lượng và đang tiến tới liên kết với một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong cái việc thực hiện cái chuỗi liên kết
để nâng cao cái giá trị sản phẩm, để đem lại cái lợi nhuận, lợi ích cũng như là phục vụ cái đời sống rồi là phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trên địa bàn huyện tốt nhất. Sự hài lòng và những nụ cười hạnh phúc của nông dân là thước đo rõ nét nhất cho sự thành công của mỗi chủ trương nghị quyết. Những nông dân huyện Mường Ảng vốn cần cù, chịu thương chịu khó, vất vả một nắng hai sương trên đồng ruộng, xứng đáng được thụ hưởng những trái ngọt từ quá trình lao động sản xuất và dựng xây quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Mường Nhé xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở đảng trên địa bàn. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trên địa bàn huyện thời gian qua đã dần được nâng lên. Cứ vào ngày 15 hàng tháng, 12 đảng viên ở bản Pá Mì 1, xã Pá Mì lại có mặt tại nhà văn hóa của bản để tham dự sinh hoạt chi bộ. Buổi sinh hoạt hôm nay tập trung chủ đề về hỗ trợ giống cây trồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hai là về công tác phát triển đảng viên. Nhờ nội dung sinh hoạt của chi bộ đưa ra bám sát vào tình hình thực tế, nên không khí buổi sinh hoạt khá sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên có tính xây dựng cao. Công nghệ 4.0 hiện tại đấy thì chi bộ đã áp dụng được, đó là thành lập cái nhóm Zalo của chi bộ. Về thứ hai là lấy chất lượng sinh hoạt thì trong cái buổi sinh hoạt thì cũng giao nhiệm vụ cho từng đảng viên một, xong thám thì sẽ đánh giá kết quả. Cái thứ ba đó là luôn trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau trong các buổi sinh hoạt để tìm ra những cái giải pháp tốt nhất cho từng cá nhân và cũng như chi bộ. Huyện Mường Nhé hiện có 44 chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện, gần 190 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 2.700 đảng viên. Mường Nhé đã xác định rõ lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Trước khi chi bộ sinh hoạt, các chi ủy đều tiến hành họp thống nhất nội dung sẽ đưa ra thảo luận. Nhiều chi bộ đã đưa ra được nghị quyết đúng, trúng về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngay từ đầu năm thì cũng đảng ủy xã thì cũng quan tâm cái việc lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng cũng như là chi bộ nâng cao cái chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là theo quy định của điều lệ đảng thì đối với cái chi bộ thì cũng hàng tháng, mỗi tháng là sinh hoạt một lần, có thể sinh hoạt đột xuất, nên là cũng đảng ủy xã là tập trung lãnh đạo chỉ đạo là để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt đảng. Thì đầu tiên là bí thư chi bộ cũng như là cấp ủy chi bộ phải là người đứng đầu chi bộ, phải thường xuyên nắm vững đường lối quan điểm của đảng cũng như là các chỉ thị nghị quyết của cấp trên để triển khai đến với chỗ chi bộ cũng như là từng đảng viên. Trên cơ sở đó thì các đồng chí đảng viên trong chi bộ thì mới có cái năng lực cũng như là lãnh đạo trong chi bộ để triển khai đến với quần chúng nhân dân, để làm sao để nhân dân hiểu được cái chủ trương của đảng nhà nước cũng như là nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh những mặt đạt được, thực tế cũng cho thấy việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở huyện Mường Nhé còn tồn tại những hạn chế, như một số cấp ủy chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ, còn buông lỏng công tác quản lý giáo dục đảng viên. Một số chi bộ chưa thực hiện đầy đủ sinh hoạt chuyên đề hàng quý, còn lúng túng trong cách thức tổ chức và nội dung chưa sát phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Quán triệt, nâng cao cái nhận thức cũng như tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các buổi cấp trong đó thì đặc biệt là các tổ chức cấp buổi các tổ chức cơ sở đảng, là các nghị quyết về cái nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cũng như là nghị quyết về phát triển đảng và thành lập tổ chức đảng, rồi là cái nghị quyết về xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 21-25, nắm rõ cái thực trạng, cái tình hình của từng địa bàn cơ sở, rồi là cái công tác tuyên truyền vận động, rồi là cử cán bộ, các đồng chí cán bộ có trình độ năng lực, có uy tín đến bản để công tác cùng nhau sinh hoạt. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ làm cho nội dung sinh hoạt thật sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được cải thiện, nâng cao sẽ tác động tích cực đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đến đây, chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.